Xin chào các bạn, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một hiện tượng siêu thú vị trong thế giới động vật mà có thể nhiều bạn chưa từng nghe đến, đó chính là học tập in vet hay còn gọi là imprinting. Đây là một hiện tượng rất đặc biệt và có vai trò quan trọng trong cuộc sống của nhiều loài động vật. Vậy, học tập in vet là gì? Đó là một kiểu học tập đặc biệt, thường xảy ra ngay từ khi con vật còn rất nhỏ, trong giai đoạn đầu đời. Hiện tượng này đặc biệt phổ biến ở các loài chim. Khi chim non vừa chào đời, chúng sẽ lập tức gắn bó với vật thể chuyển động đầu tiên mà chúng nhìn thấy. Thông thường, đó chính là chim mẹ. Ngay khi chim non vừa chào đời, chúng sẽ lập tức gắn bó với vật thể chuyển động đầu tiên mà chúng nhìn thấy. Thông thường, đó chính là chim mẹ. Điều này giúp chim non có thể nhận ra mẹ, bám theo để được bảo vệ và chăm sóc. Học tập in vet không chỉ giúp chim non sống sót mà còn giúp chúng học hỏi các kỹ năng cần thiết để tồn tại trong môi trường tự nhiên. Nhờ vậy, chim non có thể nhận ra mẹ, bám theo để được bảo vệ và chăm sóc. Điều này rất quan trọng vì trong giai đoạn đầu đời, chim non rất dễ bị tổn thương và cần sự bảo vệ từ mẹ. Học tập in vet giúp chúng có thể nhận diện và bám theo mẹ một cách chính xác, từ đó tăng cơ hội sống sót. Nhưng học tập in vet không chỉ dừng lại ở các loài chim đâu nhé. Hiện tượng này còn xuất hiện ở nhiều loài động vật khác, từ cá, động vật có vú cho đến các loài bò sát. Mỗi loài đều có cách học tập in vet riêng biệt, phù hợp với môi trường sống và cách sinh tồn của chúng. Ví dụ như ngựa vận, khi vừa sinh ra, chúng cũng cần nhanh chóng học cách nhận diện mẹ giữa cả một đàn ngựa khổng lồ. Điều này rất quan trọng vì nếu không nhận diện được mẹ, ngựa con sẽ rất dễ bị lạc và trở thành con mối ngon cho mấy kẻ săn mồi hung dữ. Học tập in vet giúp ngựa con có thể nhận diện và bám theo mẹ một cách chính xác, từ đó tăng cơ hội sống sót. Nếu không, chúng rất dễ bị lạc và trở thành con mồi ngon cho mấy kẻ săn mồi hung dữ. Điều này cho thấy học tập in vet không chỉ giúp động vật nhận diện mẹ mà còn giúp chúng tránh được nguy hiểm từ kẻ săn mồi. Đây là một cơ chế sinh tồn quan trọng trong thế giới động vật. Ngoài ra, một số loài cá và động vật có vú cũng có khả năng học tập in vet. Ví dụ như cá hồi, khi cá hồi con nở ra, chúng sẽ ghi nhớ mùi của dòng suối nơi mình chào đời. Dù sau này có bơi ra đại dương bao la đến mùa sinh sản, chúng vẫn có thể tìm về chính dòng suối đó. Thật là kỳ diệu phải không? Lấy cá hồi làm ví dụ, khi cá hồi con nở ra, chúng sẽ ghi nhớ mùi của dòng suối nơi mình chào đời. Dù sau này có bơi ra đại dương bao la đến mùa sinh sản, chúng vẫn có thể tìm về chính dòng suối đó. Thật là kỳ diệu phải không? Điều này cho thấy học tập in vet không chỉ giúp động vật nhận diện mẹ mà còn giúp chúng tìm về nơi sinh sản một cách chính xác. Dù sau này có bơi ra đại dương bao la đến mùa sinh sản, chúng vẫn có thể tìm về chính dòng suối đó. Thật là kỳ diệu phải không? Điều này cho thấy học tập in vet không chỉ giúp động vật nhận diện mẹ mà còn giúp chúng tìm về nơi sinh sản một cách chính xác. Đây là một cơ chế sinh tồn quan trọng trong thế giới động vật. Vậy tại sao học tập in vet lại quan trọng đến vậy? Đối với nhiều loài động vật, đây không chỉ là cách để sinh tồn, mà còn là cách để duy trì nòi giống. Nó giúp chúng không bị lạc trong môi trường rộng lớn và giúp chúng học hỏi các kỹ năng cần thiết để tồn tại trong môi trường tự nhiên. Đối với nhiều loài động vật, đây không chỉ là cách để sinh tồn, mà còn là cách để duy trì nòi giống. Nó giúp chúng không bị lạc trong môi trường rộng lớn. Học tập in vet đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa, giúp các loài động vật thích nghi với thế giới xung quanh. Điều này cho thấy học tập in vet không chỉ giúp động vật nhận diện mẹ, mà còn giúp chúng học hỏi các kỹ năng cần thiết để tồn tại trong môi trường tự nhiên. Nó giúp chúng không bị lạc trong môi trường rộng lớn. Học tập in vet đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa, giúp các loài động vật thích nghi với thế giới xung quanh. Điều này cho thấy học tập in vet không chỉ giúp động vật nhận diện mẹ, mà còn giúp chúng học hỏi các kỹ năng cần thiết để tồn tại trong môi trường tự nhiên. Học tập in vet đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa, giúp các loài động vật thích nghi với thế giới xung quanh. Điều này cho thấy học tập in vet không chỉ giúp động vật nhận diện mẹ, mà còn giúp chúng học hỏi các kỹ năng cần thiết để tồn tại trong môi trường tự nhiên. Đây là một cơ chế sinh tồn quan trọng trong thế giới động vật. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu học tập in vet cũng giúp chúng ta hiểu hơn về hành vi của động vật, cách chúng tương tác và thích nghi với môi trường sống. Điều này không chỉ giúp chúng ta hiểu hơn về thế giới động vật, mà còn giúp chúng ta có thể áp dụng những kiến thức này vào việc bảo tồn và bảo vệ các loài động vật. Vậy đó, chúng ta vừa khám phá xong về hiện tượng học tập in vet đầy thú vị và phức tạp trong thế giới động vật. Mình hy vọng các bạn đã học được điều gì đó mới mẻ hôm nay. Nếu thấy video này bổ ích, đừng quên nhận thích và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn khác nhé. Mình hy vọng các bạn đã học được điều gì đó mới mẻ hôm nay. Nếu thấy video này bổ ích, đừng quên nhận thích
và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn khác nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Tạm biệt. Nếu thấy video này bổ ích, đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn khác nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Tạm biệt.